Xin chào mọi người, hôm nay mình xin hướng dẫn mọi người cách xóa trang trắng trong Word. Thì ở đây mình sẽ có một văn bản này và mình sẽ có những khoảng trắng này để xóa đi này. Và để cho tiện lợi về lúc xóa hơn ấy thì chúng ta sẽ bấm vào cái này trên thanh công cụ ấy, các bạn sẽ thấy biểu tượng này. Các bạn bấm vào này. Bấm chọn. Thì các bạn sẽ thấy được những khoảng trắng nó dễ dàng hơn. Đó. Thì việc đơn giản là chúng ta chỉ việc xóa những khoảng trắng này đi bằng cách chọn này. Các bạn ấn DT này, xóa được này. Xóa tiếp này, ấn nút Back lại này. Đó. Với những khoảng trắng mà nó dài ấy, thì các bạn có thể sử dụng như cách sau này. Để con trò chuột đây này, để con trò chuột ở đây đi, công ở đây này, các bạn kéo đến vị trí cần muốn xóa khoảng trang trắng này, các bạn giữ phím shift nhé, phím giữ phím shift này, các bạn kéo xuống dưới phía dưới này, à, kéo xuống dưới đã, xong rồi thấy để con trò chuột đây này, ấn shift này, rồi ấn kích kích chuột trái, chuột phải, chuột trái này, đó là các bạn đã chọn được toàn bộ những cái khoảng khoảng trắng nhé. Cách này là chọn toàn bộ khoảng trắng mà chúng ta muốn xóa, rồi các ấn phím back ấy. Đó là nó sẽ back về cái vị trí con chuột mà chúng ta muốn xóa khoảng trắng đi. Đây là cách khá đơn giản trong Word, nhưng mà chúng ta lên thao tác xóa khoảng trắng đi để cho nhìn văn bản nó đẹp hơn, nghĩa là nó không bị dài trong lúc in văn bản ấy, nó sẽ không bị thừa giấy. Vì nếu mà để khoảng trắng như thế này nhá, bây giờ ví dụ này, đến con chuột P này, các bạn thấy ở đây sẽ có hai trang đúng không? Bây giờ mình sẽ quay lại và mình ấn Ctrl Z lại tất cả này. Bây giờ mình ấn Ctrl P này, các bạn sẽ thấy ba trang này, và khi mình in ra ấy, nó sẽ in ra cả trang trắng này chẳng hạn, thì nó sẽ bị tốn giấy, các bạn thấy không? Nó bị thừa đi rất là phí. Như vậy là video của mình đã hướng dẫn xong cho mọi người về cách xóa trang trắng trong Word. Mọi người cho mình xin một nút like, một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại.